Hoàng Anh xin kính chào và rất cảm ơn quý vị đến với kênh Culture Channel. Kênh mang đến những tin tức cập nhật mới nhất về Canada và thế giới do tạp chí Khấu Trời thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin Canada trưa thứ 6 ngày 5 tháng 4 với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, một người Canada mất tích sau trận động đất ở Đài Loan. Global Affairs Canada, Bộ Ngoại giao và nhà ngoại giao hàng đầu của Đài Loan tại Ottawa cho biết một người Canada hiện đang mất tích ở Đài Loan sau trận động đất mạnh đã tấn công hòn đảo trong tuần này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pell Kogan cho biết, các quan chức lãnh sự đang hỗ trợ gia đình và liên lạc với chính quyền địa phương. Ông cho biết thông tin chi tiết không thể được tiết lộ do những lo ngại về quyền riêng tư. Đại diện Đài Loan tại Canada Harry Tang trước đó cho biết, một người Canada đã mất tích sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter hôm thứ Tư trong khi hai khách du lịch đến từ Canada đã được giải cứu thành công khỏi công viên quốc gia Taroko, một địa điểm đi bộ đường dài nổi tiếng. Hiện không có thông tin chi tiết về người mất tích, nhưng những người Canada được giải cứu trước đây được cho là đang đi bộ đường dài ở hẻm núi Taroko đều không bị thương nặng. Ông Tang hy vọng đội cứu hộ có thể tìm thấy người mất tích. Trung tâm điều hành khẩn cấp Trung ương Đài Loan cho biết, Trận động đất mạnh 7,2 độ Richter có tâm chấn ở huyện Hoa Liên, cách Đài Bắc 150 km về phía nam, khiến 10 người thiệt mạng, 705 người bị mắc kẹt, 11 người còn mất tích và 1099 người bị thương. Một công dân Ấn Độ và hai công dân Úc cũng mất tích sau trận động đất và 71 công dân nước ngoài đã được giải cứu. Thưa quý vị, tin vừa mới nhận được là một trận động đất có tâm điểm gần thành phố New York có thể được 42 triệu người cảm nhận được. Một trận động đất với cường độ sơ bộ 4,8 độ Richter có tâm điểm gần Lebanon của New Jersey vào sáng thứ Sáu hôm nay đã làm rung chuyển khu vực đô thị đông dân của thành phố New York, khiến cho hơn 42 triệu người trên khắp vùng Đông Bắc có thể cảm nhận được. Trong khi hệ thống thông báo khẩn cấp của thành phố New York báo cáo không có thiệt hại hoặc là thương tích, người dân nhiều bang khác nhau cho biết họ đã cảm thấy rung chuyển. Một số người mô tả các tòa nhà rung chuyển và bát đĩa kêu lạch cạch. Tòa Bà Đốc đã xác nhận thông tin tóm tắt của Tổng thống Biden về trận động đất và các quan chức bang New York, Pennsylvania và Connecticut đang theo dõi tình hình xem có bất kỳ tác động hoặc thiệt hại nào không. Trận động đất làm dấy lên ký ức về trận động đất mạnh 5,8 độ Richter năm 2011 là trận động đất mạnh nhất tấn công bờ đông kể từ Thế chiến thứ hai. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình chi tiết trong bản tin thế giới khi bản tin phát triển và được cập nhật chi tiết. Trong khi đó, cơn bão mùa xuân tấn công Canada gây mất điện khắp Ontario và Quebec với tuyết rơi dày ở East Coast. Cơn bão mùa xuân đầu tháng 4 đã khiến cho hàng trăm ngàn người bị mất điện đang tiếp tục di chuyển khắp Canada. Dự báo trong thời gian tới cho thấy người dân đang chuẩn bị đối phó với mưa và tuyết rơi dày đặc. Cơn bão đã khiến một số cư dân ở tỉnh bang Ontario và Quebec chìm trong bóng tối vào thứ Năm, hiện đang tấn công khu vực East Coast. Cảnh báo bão mùa đông tiếp tục diễn ra dọc theo sông San Lawrence ở phía bắc của Quebec City và tuyết có thể tích tụ lên tới 40cm. Trong khi phần tồi tệ nhất của cơn bão hiện đang ở phía đông, tuyết vẫn rơi ở nhiều nơi ở Ontario trong buổi sáng hôm nay. Dự kiến tuyết sẽ rơi nhiều hơn vào cuối tuần. Xa hơn về phía Tây thì Alberta có thể thấy tuyết rơi từ 15 đến 30 cm trong buổi sáng nay do một cơn bão mùa xuân riêng biệt. Bão tuyết sẽ mang gió lạnh tiếp tục tấn công vùng Maritimes thời tiết xấu sẽ kéo dài trên vùng atlantic Canada cho đến hết tuần khi một cơn bão ven biển di chuyển chậm trên khắp khu vực cảnh báo bão mùa đông có hiệu lực trên khắp miền bắc new brunswick và cape Breton Highlands cùng với các thông báo thời tiết đặc biệt trải rộng khắp maritimes một vùng áp thấp đã đến vùng maritimes vào thứ năm sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến khu vực này với những đợt mưa lớn trong hôm nay thứ sáu tin tốt là những cơn gió giật mạnh từ thứ năm sẽ giảm dần khi bước sang thứ sáu những đợt tuyết dày sẽ kéo dài khắp vùng Maritimes trong ngày hôm nay, bao gồm cả phía bắc của New Brunswick, các khu vực của Prince Edward Island và các vùng cao hơn dọc theo Cape Breton. Bờ biển phía nam của Nova Scotia có thể sẽ có mưa khi một số không khí ấm hơn tràn vào khu vực. Tổng số lượng tuyết rơi vẫn còn khó dự đoán do đường đi của cơn bão thay đổi và không khí ôn hòa hơn tràn vào khu vực. Người dân trên khắp miền bắc của New Brunswick có thể thấy lượng tuyết rơi tổng cộng 30 đến 50 cm với 20 đến 40 cm tuyết dự kiến dọc theo Cape Breton Highland. Ở những nơi khác thì tổng lượng tuyết rơi có thể từ 5 đến 15 cm. Thời tiết lạnh và bất ổn sẽ tiếp diễn khi bước vào cuối tuần đầu tiên của tháng 4 với nhiệt độ có thể ấm hơn nhiều vào cuối tuần thứ hai của tháng. Hàng chục ngàn người vẫn không có điện sau khi tuyết rơi ở Quebec. Vẫn còn hơn 50.000 khách hàng không có điện sau đợt tuyết rơi lớn ở tỉnh bang Quebec. Tính đến 6 giờ sáng nay, Hydro Quebec cho biết các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Laurentians, với 18.434 hộ gia đình vẫn không có điện, Ottawa thì 10.515 và Montessori thì 7.166 hộ gia đình vẫn không có điện. Hydro Quebec lưu ý, ở một số nơi, đường dây điện đã bị đứt do gió giật mạnh hoặc là sức nặng của cành cây bị gãy. Họ cho biết là đang triển khai toàn bộ đội ngũ sẵn có để khôi phục dịch vụ nhanh nhất có thể. Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada cho biết, tuyết rơi dày hơn 20cm đã được ghi nhận gần phi trường quốc tế Montreal Père Elliott Trudeau, cũng như hơn 30cm tuyết ở trung tâm thành phố Montreal. Hydro Quebec lưu ý là vì sự an toàn công cộng, điều quan trọng là mọi người không được tiếp cận đường dây điện. Nếu bạn nhìn thấy dây điện trên mặt đất, vui lòng không đến gần khu vực đó và gọi 911 ngay để bảo vệ khu vực. Vào thời điểm mất điện cao điểm, Hydro Quebec cho biết 600.000 khách hàng đã bị ảnh hưởng. Công ty tiện ích công cộng đang có khoảng 1.200 người đang làm việc để khôi phục lại điện. Tuyết dự kiến sẽ bắt đầu tan trong vài ngày tới do dự báo là thời tiết sẽ ấm hơn vào cuối tuần. Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada đã tăng lên cao nhất kể từ 2022. Tỷ lệ thất nghiệp của Canada đã tăng lên 6,1% trong tháng 3, khi có nhiều người tìm kiếm việc làm hơn và nền kinh tế không tạo thêm được việc làm. Con số này tăng từ mức 5,8% trong tháng 2 và đánh dấu mức tăng tỷ lệ thất nghiệp lớn nhất kể từ mùa hè năm 2022. Cuộc khảo sát lực lượng lao động của cơ quan liên bang cho thấy việc làm đã ít thay đổi trong tháng trước khi nền kinh tế mất 2.200 việc làm sau khi tăng trưởng khiêm tốn trong vài tháng qua. Tình trạng mất việc làm tập trung ở các dịch vụ lưu trú và ăn uống, tiếp theo là thương mại wholesale và retail, cùng với các dịch vụ chuyên môn khoa học và kỹ thuật. Trong khi đó, việc làm tăng ở bốn ngành, dẫn đầu là chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội. Cơ quan thống kê Canada cho biết tỷ lệ thất nghiệp gia tăng là do có thêm 60.000 người đang tìm việc làm hoặc bị sa thải tạm thời. Tình báo Canada cho rằng Trung Quốc đã cố gắng chuyển 250.000 đô la để can thiệp bầu cử. Ông David Pegno, giám đốc cơ quan tình báo an ninh Canada CSIS cho biết cơ quan của ông có thông tin tình báo trước cuộc bầu cử liên bang năm 2019 rằng chính phủ Trung Quốc đã cố gắng chuyển số tiền khoảng 250.000 đô la thông qua một mạng lưới được gọi là Threat Actors, các tác nhân đe dọa, với mục đích có thể là để can thiệp vào cuộc bầu cử ở Canada. Tài liệu này được đề trình vào thứ Năm hôm qua tại cuộc điều tra của Canada về can thiệp bầu cử nước ngoài, vốn đang xem xét các nỗ lực can thiệp vào nền dân chủ Canada trong cuộc bầu cử năm 2019 và 2021. Những cáo buộc này lần đầu tiên được công bố vào năm 2022, trích dẫn các nguồn an ninh quốc gia. Bản tóm tắt của cơ quan tình báo an ninh Canada CSIS cho biết, 11 ứng cử viên chính trị và 13 nhân viên chính trị được đánh giá là có liên quan hoặc bị ảnh hưởng bởi nhóm tác nhân đe dọa này. Thuật ngữ được gọi là các tác nhân đe dọa, tức là threat actors, được sử dụng trong tài liệu để ám chỉ các quan chức có liên quan đến chính phủ ở Bắc Kinh. Những người làm việc bí mật nhằm thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc thông qua các cơ quan dân chủ Canada. Thông tin được cơ quan CSIS công bố trong cuộc điều tra cho biết, 7 ứng cử viên từ Đảng Tự do Canada và 4 ứng cử viên từ Đảng Bảo thủ Canada đã bị cáo buộc có liên quan đến mạng lưới này. Theo tài liệu của CSIS, một số tác nhân đe dọa này đã được hỗ trợ tài chính từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chẳng hạn như là khả năng đã có ít nhất hai lần chuyển tiền trị giá khoảng 250.000 đô la từ các quan chức Trung Quốc ở Canada, có thể cho các mục đích liên quan đến sự can thiệp của nước ngoài, mặc dù rất có thể không nhằm mục đích bí mật tài trợ cho 11 ứng cử viên. Cơ quan CSIS cho biết, số tiền này được cho là được chuyển thông qua một lãnh đạo cộng đồng có ảnh hưởng tới nhân viên của một ứng cử viên bầu cử liên bang năm 2019 và sau đó đến một thành viên của nghị viện tỉnh là MPP của tỉnh bang Ontario. Giám đốc cơ quan tình báo an ninh ông Vigno đã đưa ra thông tin với lời cảnh báo đây là một bản tóm tắt thông tin tình báo và nó có thể yêu cầu điều tra thêm. Thẩm phán đứng đầu cuộc điều tra là Mary Jose Hoke cũng có quyền truy cập vào tất cả các thông tin tình báo bí mật không thể tiết lộ cho công chúng. Bà sẽ cân nhắc tất cả các thông tin trong khi chuẩn bị báo cáo đầu tiên dự kiến được thực hiện vào ngày 3 tháng 5. Trong bối cảnh thẩm phán Mary Jose Hope đang xác định tác động của sự can thiệp của nước ngoài đối với các cơ quan dân chủ của Canada, nhà đầu tư người Canada gốc hoa nói những rò rỉ an ninh cấp cao, sai lầm đã khiến cho cuộc sống của ông không thể sống nổi. Nhà đầu tư ngân hàng người Canada gốc hoa là Shan Lin Xiang đang yêu cầu cảnh sát RCMP tìm ra nguồn rò rỉ an ninh quốc gia đã sử dụng thông tin tình báo và những tuyên bố sai lệch để miêu tả ông và công ty của ông là những kẻ có khả năng dẫn đến sự can thiệp của nước ngoài. Các thông tin rò rỉ cho rằng ông Sian là mục tiêu của cuộc điều tra của Cơ quan Tình báo An ninh CSIS và Ngân hàng Wealth One Bank of Canada có thể dễ bị chính phủ Trung Quốc gây áp lực và được sử dụng để rửa tiền. Trong lá thư gửi tới Tổng Giám đốc Ngành An ninh Quốc gia RCMP, ông Sen, người sáng lập Wealth One Bank, đã kêu gọi điều tra hình sự đối với hai nhân viên hoặc nhà thầu giấu tên của cơ quan CSIS và người thứ ba được gọi là John Doe làm việc cho cảnh sát RCMP. Ông San đã không làm chứng tại cuộc điều tra, nhưng tự coi mình là nạn nhân của một tội ác bởi các nhân viên tình báo đã tiết lộ điều mà ông gọi là thông tin một phần và không có căn cứ về ông cho giới truyền thông. Việc giám sát tài sản được tăng cường vào tháng 12 năm 2022 sau khi Bộ trưởng Tài chính và Phó Thủ tướng Christia Freeland cảnh báo trong một bức thư gửi cho ông San và hai cổ đông sáng lập khác của ngân hàng là Morris Chan và Yuan Shan O rằng họ có thể dễ bị chính phủ Trung Quốc ép buộc. Bộ trưởng sau đó đã ra lệnh cho họ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của họ trong Wealth One. Nhưng trong bức thư đầy ngày 19 tháng 3 năm 2024, ông San ngụ ý rằng bà Freeland đã hành động dựa trên thông tin xấu và điều này đã dẫn đến một lệnh xử lý chưa từng có. Áp lực chính trị đòi hỏi một cuộc điều tra công khai chủ yếu được thúc đẩy bởi các vụ rò rỉ thông tin từ tờ The Globe and Mail và tờ Global News, vốn cáo buộc rằng chính phủ Trung Quốc đã cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử liên bang năm 2019 và 2021. Tỉnh bang Ontario đầu tư 1,3 tỷ đô la để xây dựng trường học và nơi chăm sóc trẻ em. Bộ trưởng Giáo dục tỉnh bang Ontario ông Stephen Lache cho biết tỉnh này đang đầu tư 1,3 tỷ đô la để xây dựng và mở rộng trường học. Ông cho biết số tiền này sẽ được dùng để tạo ra 27.093 không gian mới cho học sinh và 1.759 không gian chăm sóc trẻ em. Đây là một phần trong kế hoạch trị giá 16 tỷ đô la trong 10 năm tới để xây dựng trường học và nơi giữ trẻ, như đã công bố trong ngân sách gần đây của tỉnh. Kathy Abraham, Chủ tịch Hiệp hội Hội đồng trường Công lập Ontario cho biết, điều này sẽ giúp bảo đảm học sinh trên toàn tỉnh được tiếp cận với môi trường học tập hiện đại và tối tân. Kể từ năm 2018 thì chính phủ đã phê duyệt hoặc hỗ trợ phát triển hơn 300 dự án liên quan đến trường học và hơn 100 dự án trong số đó đang được tích cực xây dựng. Một lựa chọn điều trị FPOI mới đang được nhóm ứng phó Ottawa sử dụng lần đầu tiên nhân viên y tế Ottawa có thể sử dụng Suboxone trong khi đáp ứng các cuộc gọi 911 liên quan đến opioid, một loại thuốc mà khi dùng đúng liều lượng sẽ giúp giảm bớt các triệu chứng đau đớn do quá liều và cai nghiện. Và thay vì chỉ có thể đưa bệnh nhân đến bệnh viện sau đó thì các nhân viên y tế sẽ có những lựa chọn mới để giới thiệu cho bệnh nhân cách chăm sóc theo dõi nhờ sự hợp tác với Ottawa Public Health. Ottawa Hospital và Royal Ottawa Mental Health Center. Điều đó bao gồm theo dõi trong vòng 24 giờ bởi nhân viên tại phòng khám Rapid Access Addictions Medicine của The Royal, nơi có thể tiếp tục điều trị bằng Suboxone để tránh các triệu chứng đau đớn, cai nghiện, cũng như lập kế hoạch chăm sóc cá nhân nếu bệnh nhân đồng ý. Suboxone không đảo ngược tình trạng quá liều nhưng làm giảm các triệu chứng cai nghiện khó chịu và đau đớn gặp phải ngay sau khi ai đó dùng Naloxone hoặc sau nhiều giờ cho đến nhiều ngày cai nghiện. Ý tưởng đằng sau những động thái này là nếu các triệu chứng cai nghiện đau đớn của một người được quan tâm, điều đó sẽ mở ra cơ hội cho họ nghĩ đến việc điều trị. Chương trình này đã triển khai được 2 tuần, bất kỳ ai được nhân viên y tế đánh giá thông qua các cuộc gọi tới 911 đều đủ điều kiện nếu họ quan tâm. Giá xăng tăng vào mùa hè này ở Toronto, theo trang web theo dõi Gas Wizard, Giá trung bình của một lít nhiên liệu thông thường ở GTA đã tăng thêm 2 cent chỉ sau một đêm, hiện ở mức 164,9 cent một lít. Đó là mức giá xăng cao nhất đạt được cho đến nay vào năm 2024 và cao hơn khoảng 10% mỗi một lít so với mức giá mà người lái xe đã mua vào thời điểm này vào năm ngoái. Giá xăng đã tăng 4% so với tháng trước trong tháng 2 sau khi giảm 4% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 1. Theo các nhà phân tích cho rằng, chi phí tiếp tục tăng đã phản ánh giá dầu và còn bị ảnh hưởng bởi thuế carbon. Vào ngày này năm ngoái, giá xăng ở đại đô thị Toronto, Toronto và phía nam của Ontario đều giảm 10 cent một lít. Kể từ ngày 1 tháng 4, giá ô nhiễm carbon ở Canada đã tăng 15 đô la một tấn. Đây là phần trong kế hoạch của chính phủ liên bang nhằm giảm phát thải khí nhà kính và dự kiến sẽ tăng mỗi năm cho đến năm 2030, tùy thuộc vào thuế của các tỉnh và vùng lãnh thổ. Đối với xăng, mức thuế sẽ là 17,6 cent một lít, tăng khoảng 3,3 cent một lít giá dầu diesel tăng khoảng 4 cent một lít. Các chuyên gia cho biết chi phí có thể tạm thời được giảm khi nhu cầu từ Hoa Kỳ, châu Âu và Trung Quốc chững lại. Dù vậy, người lái xe có thể sẽ thấy mức giá cao hơn vào mùa hè này. Chúng ta có khả năng sẽ trải qua một khoảng thời gian thoải mái trước khi thấy giá xăng tăng tại các máy bơm vào mùa hè. Vào năm 2022, giá xăng đã tăng vọt do một số yếu tố địa chính trị và có thời điểm đã đạt kỷ lục mức 214,9 cent một lít ở đại đô thị Toronto. Để có quốc tịch ở Canada, cư dân Quebec phải vượt qua bài kiểm tra tiếng Pháp từ Paris. Ứng viên tự hỏi tại sao? Tại sao Canada không thể đánh giá liệu người dân có nói tiếng Pháp hay không? Ứng viên thắc mắc. Linh mục Christian Schreiner, một cư dân của tỉnh bang Quebec, đang tìm thi quốc tịch Canada, đã rất ngạc nhiên khi biết rằng bài kiểm tra tiếng Pháp bắt buộc để lấy quốc tịch của ông sẽ được gửi đến Pháp để được đánh giá cuối cùng. Ông Schreiner một thường trú nhân gốc đức ở canada đã đặt câu hỏi tại sao canada lại thuê dịch vụ đánh giá trình độ tiếng pháp ở nước ngoài mặc dù đã vượt qua bài kiểm tra hoàn thành một trong nhiều bước để có được quyền công dân nhưng ông nêu lên mối lo ngại về cơ sở của kỳ thi dựa trên tiếng pháp từ pháp và những tác động của nó đối với quyền công dân canada ông shiner nói tôi nghĩ đây vẫn là một thứ còn sót lại giống như một thứ còn sót lại từ thời thuộc địa nếu tôi muốn trở thành công dân canada Chính pháp sẽ quyết định liệu tôi có đủ tốt hay không, có điều gì đó có vẻ không ổn ở đó. Bài kiểm tra được gọi là TEF, được chứng nhận chính thức bởi Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada, nhưng do phòng thương mại và công nghiệp khu vực Paris Île-de-France quản lý. CCI Paris Île-de-France, gọi tắt là CCIPIDF, là tổ chức có văn phòng ở Paris, cho biết họ đại diện cho lợi ích của hơn 840.000 công ty Pháp trong khi chính phủ Canada khẳng định rằng địa điểm đánh giá bài thi không ảnh hưởng đến người nộp đơn, ông Schreiner và những người khác lại lập luận nên phát triển một bài thi do Canada sản xuất để phản ánh tốt hơn tiếng Pháp của người Canada. Thành phố Edmonton chuyển thanh toán đậu xe từ e-park sang hotspot. Thành phố Edmonton đang chuyển sang hệ thống thanh toán đậu xe di động mới, hứa hẹn một công cụ đơn giản hơn và nhanh hơn. Kể từ ngày 29 tháng 4, những người trả tiền đậu xe ở Edmonton bằng thiết bị di động hoặc online sẽ phải sử dụng hotspot thay vì ứng dụng My Epoch. Hệ thống thanh toán mới chấp nhận thẻ credit card và debit card và khách hàng sẽ có thể thanh toán bằng cách quét mã QR xuất hiện trên máy đậu xe, sử dụng máy thanh toán hiện có hoặc trang web hotspot parking. Đồng hồ đậu xe trên đường sẽ không thay đổi. Vào giữa tháng 5, ứng dụng hotspot trả tiền khi sử dụng sẽ bắt đầu có sẵn. Sau khi có sẵn ứng dụng hotspot, người dùng sẽ chỉ cần nhập biển số xe và thông tin thanh toán một lần. Những người có tiền trong tài khoản MyEpark có thể tiếp tục sử dụng cho đến ngày 29 tháng 4. Khi đó, bất kỳ tài khoản nào có trên 25 đô la sẽ được chuyển sang tài khoản Hotspot mới. Chủ tài khoản sẽ nhận được email nhắc họ đặt mật khẩu Hotspot. Những người có từ 25 đô la trở xuống trong tài khoản MyEpark mà không sử dụng hết số tiền đó trước ngày 29 tháng 4 có thể yêu cầu hoàn lại tiền cho đến ngày 30 tháng 6. Hotspot được sử dụng ở 150 thành phố, chủ yếu ở Canada. Kiến nghị để bãi nhiệm thị trưởng Calgary đã có hơn 72.000 chữ ký được gửi tới thành phố. Đúng 60 ngày sau khi phát động chiến dịch bãi nhiệm thị trưởng Calgary, g t Landon Johnston đã đẩy một chồng tài liệu trong 6 chiếc hộp đi đến văn phòng Elections Calgary trước thời hạn nộp đơn kiến nghị. Ông Johnston cho biết vào chiều thứ Năm, ngay sau khi đơn thỉnh cầu được đệ trình, thị trưởng nên sợ người dân, tất cả các quan chức được bầu nên sợ chúng tôi bởi vì quyền lực thuộc về chúng tôi. Ông Johnston cho biết, tổng số chữ ký không chính thức đã được ký là 72.271 người. Để bản kiến nghị được coi là đầy đủ, cần phải vượt quá 514.284 chữ ký. Yêu cầu này được đặt ra trong luật pháp cấp tỉnh và con số này dựa trên 40% dân số năm 2019 của thành phố là 1.285.711 người. Bản kiến nghị hiện đang được thành phố xem xét chính thức. Thư ký thành phố sẽ dẫn đầu một nhóm gồm 10 nhân viên để kiểm đếm các con số trong 45 ngày tới. Vì không đạt được ngưỡng nên thành phố sẽ không cần xác minh chữ ký. Mặc dù chưa đạt được đến ngưỡng chính thức, ông Johnston cho biết là ông hy vọng tất cả các quan chức được bầu cử sẽ chú ý. Ông cũng ám chỉ những nỗ lực và chiến dịch trong tương lai chống lại các chính trị gia thành phố. Thao luật cấp tỉnh một chính trị gia thành phố chỉ có thể phải đối mặt với một nỗ lực bãi nhiệm mỗi một nhiệm kỳ. Cảnh sát RCMP ban hành Amber Alert cho bé trai 3 tháng tuổi ở tỉnh BC. Cảnh sát RCMP ở thành phố Langley, thuộc khu vực Vancouver, đã đưa ra cảnh báo Amber Alert cho một bé trai 3 tháng tuổi. Cảnh sát cho biết bé trai Tyler Durocher được nhìn thấy lần cuối vào thứ năm ở Langley. Cảnh sát mô tả cậu bé có mái tóc nâu và mặc một chiếc áo liền quần ngắn tay màu xanh lam và quần kiểu quân đội màu xanh lam. Mẹ của cậu bé là Brian Ford, 35 tuổi, được xác định là nghi phạm. Cô Ford được mô tả là cao 5 feet 2, có mái tóc màu nâu, cạo hai bên và highlight màu hồng, đeo khuyên mũi và mặc trang phục hoàn toàn màu đen. Cảnh sát ACMP cho biết đứa trẻ đã bị đưa đi từ khu vực 72 Avenue và 208 Street của Langley và nghi phạm có thể đang đi bộ trên đường mang theo đứa trẻ tình trạng cháy rừng ở canada là nguyên nhân làm gia tăng tình trạng mất cây trên toàn cầu theo một báo cáo mới tiến bộ đạt được trong việc bảo vệ rừng trên thế giới đã bị cản trở bởi mùa cháy rừng lịch sử vào năm ngoái ở canada cuộc khảo sát hàng năm được công bố bởi viện tài nguyên thế giới cho thấy Tình trạng mất độ che phủ của cây toàn cầu bên ngoài vùng nhiệt đới đã tăng 24% vào năm 2023. Sự thay đổi này được cho là do diện tích cây che phủ đã bị mất đi rất nhiều vào năm ngoái ở Canada. Mùa cháy rừng ở Canada là mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử với số cây bị mất do cháy rừng vào năm 2023 đã nhiều lên gấp 5 lần so với năm trước. Các chuyên gia cho biết Hạn hán và nhiệt độ nóng có nhiều khả năng do biến đổi khí hậu đã tạo ra những điều kiện dẫn đến mùa cháy rừng lịch sử của Canada. Theo báo cáo về độ che phủ của cây, Canada chiếm hơn một nửa số rừng bị mất do cháy rừng trên thế giới vào năm ngoái, bao gồm tất cả các khu rừng, không chỉ những khu rừng nằm ngoài vùng nhiệt đới. 92% diện tích rừng bị mất ở đất nước là do cháy rừng. Về các giải pháp trong nước và quốc tế, vào năm 2021, hơn 100 quốc gia trong đó có Canada đã cam kết ngăn chặn và đẩy lùi nạn phá rừng và suy thoái đất vào cuối thập kỷ này. Nhưng thế giới vẫn còn lâu mới đạt được mục tiêu năm 2030. Năm ngoái, vùng nhiệt đới mất 3,7 triệu ha rừng nguyên sinh. Theo báo cáo, con số đó tương đương với việc mất 10 sân bóng mỗi một phút. Giải pháp cho tình trạng mất độ cha phủ của cây ở Canada có thể là đẩy mạnh tái sinh cây sau cháy rừng, nhưng các chuyên gia Canada nhấn mạnh rằng sẽ cần một cách tiếp cận thông minh hơn. Nếu xe của bạn bị đánh cắp, liệu cảnh sát có tìm thấy nó hay không? Hầu hết người Canada được khảo sát không nghĩ là như vậy. Một cuộc thăm dò mới từ Nano Research phát hiện ra rằng đa số người Canada đang nghi ngờ cảnh sát có thể thu hồi được những chiếc xe bị đánh cắp. Cuộc khảo sát với hơn 1.000 người lớn trên khắp đất nước được thực hiện vào đầu tuần này cho thấy 38% không tin tưởng vào nỗ lực thu hồi xe bị đánh cắp của cảnh sát. 30% khác thì cho biết họ có phần không tin tưởng chỉ có 4% được khảo sát bày tỏ họ khá tin tưởng rằng cảnh sát có thể tìm thấy xe bị đánh cắp. Những người trả lời cũng được hỏi về những nỗ lực đó đã thay đổi như thế nào theo thời gian, đặc biệt là trong thập kỷ qua. Tỷ lệ lớn nhất trong số những người được khảo sát cảm thấy tiêu cực, với chỉ hơn 40% nói rằng cảnh sát đang làm công việc tồi tệ hơn 10 năm trước. 26% khác cho biết họ cảm thấy mọi thứ ít nhiều giống nhau nhưng chỉ có 15% cho biết nỗ lực phục hồi xe bị mất đã được cải thiện kể từ năm 2014. 17% cho biết họ không chắc chắn. Các câu trả lời khác nhau tùy theo nhóm nhân khẩu học và tùy theo khu vực trên khắp Canada. Khi đề cập đến quan điểm hiện tại về các vụ đánh cấp và thu hồi xe bị đánh cấp, những người được hỏi ở vùng Paris và British Columbia, cũng như phụ nữ và người Canada lớn tuổi, có nhiều khả năng bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng thực thi pháp luật hơn. Phụ nữ và những người Canada lớn tuổi cũng có nhiều khả năng cảm thấy cảnh sát đang tìm kiếm những chiếc xe bị đánh cắp tốt hơn 10 năm trước. Nhưng về mặt địa lý, những cảm nhận tích cực đó phổ biến hơn ở tỉnh bang Ontario và Quebec so với các tỉnh Atlantic và miền Tây Canada. Những năm gần đây đã chứng kiến sự gia tăng số lượng xe hơi bị mất hoặc là bị đánh cắp trên khắp đất nước. Với một báo cáo năm 2023 của tổ chức phi lợi nhuận Acute xác định, Canada là quốc gia nguồn, tức là Source Nation, cho các mạng lưới tội phạm có tổ chức trong bối cảnh khủng hoảng trộm cắp xa hơi quốc gia. Theo nghiên cứu của tổ chức này, các vụ trộm xa hơi được báo cáo ở Toronto đã tăng khoảng 34% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm 2023, lên 5.077 vụ từ 3.778 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ trộm xa hơi đã tăng khoảng 22% ở Fredericton và tăng 12% ở Montreal vào thời điểm đó. Thưa quý vị, có một dấu hiệu bất ngờ của bệnh ung thư ruột kết mà các bác sĩ cảnh báo mọi người không nên bỏ qua. Với việc ngày càng có nhiều người trẻ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng, colorectal cancer, việc lo lắng về căn bệnh này là điều hiển nhiên. Theo tiến sĩ Michael Chattini, đồng giám đốc chương trình đại trực tràng tại Center for Gastrointestinal Cancer và bác sĩ ung thư y tế tại Yale Cancer Center Tỷ lệ ung thư đại trực tràng ở những người dưới 50 tuổi đã gia tăng kể từ những năm 1990. Lý do chính xác tại sao tỷ lệ ngày càng gia tăng vẫn chưa được biết đến, nhưng các chuyên gia nghĩ rằng đó là vấn đề về lối sống và môi trường. Các nhà nghiên cứu vẫn đang điều tra những gì có thể xảy ra. Trong thời gian chờ đợi, điều quan trọng là bạn phải cảnh giác về bệnh ung thư đại trực tràng ngay cả khi bạn còn trẻ. Một phần trong số đó là nhận biết các dấu hiệu cảnh báo và có một triệu chứng đáng ngạc nhiên, đặc biệt đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đó là tình trạng phân mỏng giống như là bút chì. Như một người dùng TikTok đã giải thích, cô đã nhận thấy phân của mình mỏng hơn bình thường, cùng với các triệu chứng đáng báo động khác như là sụt cân không rõ nguyên nhân và tiêu chảy. Cô cho rằng bản thân bị mắc hội chứng ruột kích thích (Irritable Bowel Syndrome) nên ban đầu đã không đi khám. Nhưng cuối cùng, khi quyết định đi khám bác sĩ, cô đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn 4. Phân mỏng có thể là một lá cờ đỏ. Các bác sĩ đôi khi sẽ gặp những bệnh nhân có phân mỏng hơn nhiều hoặc có độ dày và kích thước như là bút chì. Đó là mô tả mà một số bệnh nhân ung thư đại trực tràng sẽ gặp phải. Điều này có xu hướng xảy ra nếu các khối u xuất hiện ở gần cuối đại trực tràng hoặc nếu chúng nằm dọc toàn bộ bên trong đại tràng làm thu hẹp bất kỳ phân nào đi qua theo medical news toda phân khỏe mạnh phải dài và có hình xúc xích sausage và có dạng một mảnh hoặc nhiều mảnh nhỏ hơn điều đáng lo ngại nhất khi phân mỏng là sự thay đổi mới kéo dài dai dẳng bất kỳ sự thay đổi đáng chú ý nào trong thói quen đại tiện của bạn đều có thể là một dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn mặc dù không phải lúc nào chúng cũng là dấu hiệu của bệnh ung thư đại trực tràng Ngoài sự thay đổi về hình dạng hoặc độ đặc của phân, điều này có thể bao gồm việc đi vệ sinh ít hoặc nhiều hơn bình thường. Phân mỏng như là bút chì là một trong những dấu hiệu ít phổ biến hơn của ung thư đại trực tràng. Các dấu hiệu phổ biến hơn là máu trong phân và đau bụng. Giảm cân không chủ ý là một dấu hiệu khác và một số trường hợp ung thư đại trực tràng lại không có triệu chứng gì cả. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào, bạn nên nói với bác sĩ. Bạn không bao giờ nên giảm nhẹ các triệu chứng của mình nếu bạn nhận thấy có máu trong phân đau bụng mãn tính thay đổi nhu động ruột hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân điều quan trọng là bạn phải báo cho bác sĩ những người trẻ tuổi thường hay suy nghĩ rằng đó chỉ là bệnh trĩ hoặc điều gì đó tương tự nhưng đó có thể là dấu hiệu cảnh báo một người chắc chắn bị mắc bệnh trĩ và ung thư hoặc có thể là một căn bệnh hoàn toàn khác nhìn chung nội soi hoặc là sàng lọc ung thư đại trực tràng là cách tốt nhất để giảm nguy cơ hoặc phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu bạn có thể trải qua sàng lọc bằng nội soi hoặc xét nghiệm dựa trên phân. Hãy trò chuyện với bác sĩ để xác định phương pháp sàng lọc tốt nhất cho bạn. Đối với hầu hết mọi người, việc sàng lọc bắt đầu ở tuổi 45, nhưng nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào nêu trên hoặc đáp ứng các tiêu chí nhất định, bạn có thể đủ điều kiện để nội soi trước tuổi 45. Bất cứ ai có người thân, mẹ, cha, anh chị, con trai hoặc con gái bị ung thư ruột kết, đặc biệt nếu người đó được chẩn đoán trước 50 tuổi, sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng cao hơn bởi vì về tiền sử gia đình đó. Nếu bạn mắc bệnh viêm ruột hoặc đang điều trị bức xạ ở vùng xương chậu hoặc vùng bụng, hoặc nếu bạn mắc một số hội chứng di truyền hoặc có tiền sử cá nhân mắc bệnh ung thư ruột kết, bạn cũng nên nội soi đại tràng trước 45 tuổi. Điều quan trọng là phải thông báo cho bác sĩ về bệnh sử của bạn và bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào mà bạn có thể gặp phải. Nhưng mặc dù bạn nên xem xét tất cả những điều này một cách nghiêm túc, nhưng bạn cũng không nên hoảng sợ. Việc phát hiện bệnh sớm là cách tốt nhất để kiểm soát nó. Người mẹ đau khổ khi con trai 11 tuổi đã thiệt mạng trong vụ chó tấn công ở Edmonton khi đến thăm cha. Kat Chris ở Osayu của tỉnh BC đã qua đời vào hôm thứ Hai. Cảnh sát Edmonton cho biết là chó cắn là nguyên nhân tử vong. Kendra Wong cho biết những ngày vừa qua cô thật đau đớn khi cô thương tiếc con trai của mình. Là bé Catch Chris, người đã thiệt mạng trong một vụ chó tấn công hồi đầu tuần ở miền Nam Edmonton. Cô quan cho biết, Catch Chris 11 tuổi là một cậu bé sáng tạo với trí tưởng tượng phong phú, thích vẽ và tự làm những con thú nhồi bông của riêng mình. Cậu bé lịch sự, tốt bụng và luôn sẵn lòng giúp đỡ ai đó. Cô nói rằng, "Con là chàng trai ngọt ngào nhất từ trước đến nay. Con giữ cửa cho các quý cô, con giúp họ băng qua đường nếu họ cần giúp đỡ, con thật dịu dàng." Sở cảnh sát Edmonton đang điều tra vụ tấn công chó chết người xảy ra ở khu vực Summerside gần đường 82 và đại lộ 11 Southwest vào khoảng 8 giờ tối thứ hai. Trong thông cáo báo chí, cảnh sát đã nói rằng các sĩ quan phản ứng đã phát hiện Chris đã bị thương nặng sau khi bị hai con chó rất lớn tấn công. Cảnh sát cập nhật cho biết nguyên nhân cái chết được xác định là do chó cắn, nhưng nguyên nhân cái chết đang chờ điều tra thêm. Chris sống ở Osu của tỉnh BC, một thị trấn ở miền nam của tỉnh BC, đang ở Edmonton để thăm cha của mình. cậu bé đang chuẩn bị quay trở lại tỉnh BC vài giờ sau khi vụ tấn công chết người xảy ra. Tôi chỉ hối hận khi để con đi, cô Quan nói. Điều cuối cùng tôi nói với con là hãy lại đây. Mẹ cảm thấy như sẽ không bao giờ gặp lại con nữa và mẹ sẽ nhớ con. Vì vậy con đã ôm tôi năm cái, ba nụ hôn và nói con yêu mẹ. Một trong những kỷ niệm đẹp nhất gần đây nhất của Quan với con trai là khi cô đưa cậu đi gặp các diễn viên của chương trình truyền hình The Walking Dead cho Edmonton Fan Expo. Trải nghiệm đó giúp cậu bé đi sâu vào niềm yêu thích đọc sách và truyện tranh. Cảnh sát cho biết những con chó này thuộc về bạn cùng phòng của cha cậu bé. Cô quan cho biết cha của cậu bé đã nói với cô rằng chúng là những con chó Corso Dogs. Thành phố Edmonton cho biết các nhân viên an ninh của cơ quan kiểm soát động vật trước đây đã từng đến kiểm tra ngôi nhà này hai lần trong năm nay để điều tra các khiếu nại về việc chó tấn công. Cô Wong cho biết sự mất mát của con trai cô thật đau đớn. Chúng tôi đã có kế hoạch đi du lịch khắp thế giới. Cô Wong nói khi nói về mong muốn được nhìn ngắm thế giới của Chris sau khi tốt nghiệp trung học. Con là cả thế giới của tôi. Như một chú chó con dưới nước, một người phụ nữ tỉnh BC đã kết bạn lâu dài với một con bạch tuộc. Khi cô Catherine Dobrowski, bắt đầu đi bộ mỗi ngày bên bờ biển cô chưa bao giờ mong đợi là sẽ có được một người bạn tám chân cô nói tôi chỉ muốn tập thể dục một chút và tận hưởng không khí trong lành nhưng cô catherine sau đó đã sớm phát hiện ra rằng cô không cô đơn khi vận động bên bờ biển trong vô số sinh vật mà cô catherine gặp phải từ hải cẩu cá voi sát thủ ok cho đến cua có một loài đã thực sự thu hút trí tưởng tượng của cô đó là một con bạch tuộc con catherine nói thật thú vị khi nhìn nó ngụy trang và cách nó di chuyển các video của cô catherine cho thấy con bạch tuột đỏ trường quanh những tảng đá trước khi xòe cơ thể ra và ngay lập tức chuyển sang màu xám giống như là môi trường xung quanh tôi đã bị cuốn hút cô nói trong vài năm tiếp theo cô catherine đã để mắt tới những con bạch tuột nhỏ khác cho đến một ngày cô nhận thấy một đốm màu rất lớn khi chạy đến bờ biển để nhìn kỹ hơn, thì cô đã ngạc nhiên khi thấy con bạch tuộc lớn nhất mà cô từng thấy cũng đang lao tới để nhìn cô kỹ hơn. Trong một đoạn video cho thấy, con bạch tuộc đã lao dưới nước về phía cô trước khi các chân của nó vươn xa khỏi mặt nước để bao phủ đôi boots của cô và cuốn quanh chân của cô. Catherine cho biết cô đã cố gắng trấn an bản thân bằng cách hít thở sâu. Khi tôi buông bỏ nỗi sợ hãi, tôi đột nhiên bắt đầu thư giãn và rồi con bạch tuộc cũng đã làm như vậy. Con bạch tuộc sau đó nới lỏng chân của nó, rời khỏi chân của cô Catherine và biến cơ thể của nó thành thứ trông giống như những quả bóng bay nhiều màu đang được thổi lên. Cô Catherine nói có cảm giác như là con bạch tuộc đang bắt đầu một cuộc trò chuyện không lời. Và cả hai đã dành một giờ tiếp theo cùng với nhau. Trên video bạn có thể nghe thấy cô Catherine khen ngợi con sinh vật này trong khi con bạch tuộc vẫn ở gần. Đó là một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, cô Catherine chia sẻ và cho biết cuộc trò chuyện của họ vẫn tiếp tục trong vài tuần qua. Con bạch tuộc mà cô Catherine bây giờ gọi là Baby dường như đã nhận ra cô thường xuyên bơi lên bờ để ôm lấy đôi boots của cô. Tình bạn của họ gần đây trở nên bền chặt hơn sau khi Catherine cảm thấy cô buộc phải đáp lại cái ôm của Baby bằng cách nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó. Nó không hề nhầy nhụa hay nhớt nháp, cô Catherine mỉm cười chia sẻ. Cảm giác giống như là một cây lau nhà Swiffer Co. Cô chia sẻ, bạch tuột tên baby được ôm chặt trong lúc vuốt ve, bạn có thể nghe thấy giọng của cô Catherine trên một video nói rằng, con bạch tuộc có cảm giác mềm mại và nó trông đẹp như thế nào. Baby tiếp tục đến gần Catherine kể từ đó, bơi đến để ôm cô và nhận được một cái vỗ tay tán thưởng. Catherine đã chia sẻ video của baby trên trang Instagram của mình và thu về hơn 15 triệu lượt xem. Cô gọi tình bạn bền vững của họ là mạnh mẽ và là một đặc ân cô Catherine hy vọng câu chuyện của cô sẽ truyền cảm hứng cho những người khác kết nối với thế giới tự nhiên, với sự tò mò, trân trọng và tôn trọng. Cuộc đăng áp mật khẩu Disney Plus chặt chẽ hơn có thể diễn ra ở Canada. Nếu bạn vẫn đang chia sẻ thông tin đăng nhập Disney Plus của mình với gia đình và bạn bè ở Canada, bạn có thể sẽ không thực hiện được điều đó vào cuối năm nay. Vào tháng 9 năm 2023, Disney Plus cho biết những thay đổi có thể xảy ra với những người đăng ký ở Canada đến đầu tháng 11, những người đăng ký ở Canada đã nhận được email về những thay đổi trong thỏa thuận của họ, thông báo rằng họ sẽ không được chia sẻ gói đăng ký của họ ra bên ngoài hộ gia đình. Dịch vụ này định nghĩa một hộ gia đình household có nghĩa là một bộ các thiết bị liên quan đến nơi ở cá nhân chính của bạn được các cá nhân cư trú trong đó sử dụng. Vào ngày 14 tháng 3, Disney Plus đã thông báo với những người đăng ký ở Hoa Kỳ rằng Việc sử dụng tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin tài khoản khác của người khác hiện không được phép. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình CNBC, giám đốc điều hành của Disney Bob Iger không nêu rõ liệu Canada có phải là một trong những thị trường mục tiêu trong đợt triển khai vào tháng 9 năm 2024 hay không, nhưng cho biết ông đang nói về các thị trường bên ngoài Hoa Kỳ. Người Canada có phải trả nhiều tiền hơn để chia sẻ tài khoản với bạn bè và gia đình của họ hay không? Thông tin chi tiết sẽ được công bố vào mùa hè này. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, mở phiên giao dịch vào sáng nay, đồng đô la Canada đang đứng ở mức 0,7405 đô la Mỹ và bằng 0,6818 đồng euro. Một đô la Canada tương đương 18.392 đồng Việt Nam, một đô la Mỹ tương đương 25.064 đồng Việt Nam. Giá vàng thì đang đứng ở mức 2.294,05 đô la Mỹ một ounce, tương đương 3.126 đô la Canada. Vừa sau là những tin tức Canada nổi bật trong trưa nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đón theo dõi những tin tức thế giới được cập nhật mới trong ngày. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về Canada và thế giới. Kính chúc quý vị một thứ sáu an lành và một cuối tuần vui vẻ. Hoàng Anh kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.